Hello anh em, chào mừng anh em tới với channel của mình. Lại là mình đây, admin của anh em đây. Hôm nay tôi sẽ đem tới cho anh em một series 10 tập về những vị dũng tướng có ảnh hưởng lớn tới lịch sử phát triển của nhà Lê. Ok, hôm nay là tập một người hôm nay mà tôi muốn mang tới cho anh em, đó là danh tướng Nguyễn Xí. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Nguyễn Xí, năm 1396 đến năm 1465, là một vị tướng, nhà chính trị, công thần khai quốc nhà Hậu Lê và là đại thần trải qua 4 đời vua thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Sinh ra ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, gốc người làng Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Việt Nam. Tiểu sử ông nội Nguyễn Xí là Nguyễn Hợp, cha là Nguyễn Hội. Nguyễn Hợp rời nhà đến sống tại làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc nay là xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Tại đây Nguyễn Hợp đã cùng Nguyễn Hội khai dân lập ấp, mở mang nghề làm muối. Nguyễn Hội sinh hai con trai, Nguyễn Biện và Nguyễn Xí. Cha con Nguyễn Hội và Nguyễn Biện thường chở muối ra bán ở vùng Lương Giang, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Do đó rất thân quen với Lê Lợi, khi đó là phụ đạo ở Lam Sơn. Năm lên 9 tuổi, 1405, Nguyễn Xí đến gặp Lê Lợi lần đầu. Cùng năm ấy cha ông bị hổ vồ chết tại quê nhà Thượng Xá. Ông theo anh đến làm người nhà Lê Lợi. Lớn lên, Nguyễn Xí vũ dũng hơn người, được Lê Lợi yêu như con. Lê Lợi sai ông nuôi hơn 100 con chó săn, ông dùng tiếng nhạc làm hiệu lệnh, bầy chó nghe theo. Lúc đến, lúc đi đều nhau như một. Lê Lợi khen ngợi, cho là có tài làm tướng, cho sai quản đội quân tiết đột. Quá trình tham gia khởi nghĩa Lam Sơn đại phá Vương Thông ở Tốt Động năm 1418, mùa xuân. Tháng Giêng, ngày Canh Thân, Lê Lợi xưng Bình Định Vương phát động khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí cùng tham gia, lúc đó ông 22 tuổi, hai ngày 16 tháng Giêng, tên phản bội ái. Dẫn quân Minh đi theo đường tắt, đánh úp đằng sau, bắt gia thuộc Lê Lợi và nhiều vợ con quân dân, quân sĩ chán nản bỏ đi, chi có Lê Xí cùng Lê Lễ, Lê Náo, Lê Bí. Lê đạp theo Lê Lợi nương náu trên núi Chí Linh, 2 tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Lê Lợi chia quân cho các tướng làm ba cánh Bắc tiến, Phạm Văn Xảo, Đỗ Bí, Trịnh Khả. Lê Triện ra phía Tây Bắc, Lưu Nhân Chú, Bùi Bị ra phía Đông Bắc, Đình Lễ, Nguyễn Xí ra đánh Đông Quan. Lê Triện tiến đến gần Đông Quan gặp Trần Chí kéo ra, liền đánh bại Chí. Nghe tin viện binh nhà Minh ở Vân Nam sắp sang, Triện chia quân cho Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ra chặn quân Vân Nam, còn Triện và Đỗ Bí hợp với quân Đình Lễ, Nguyễn Xí đánh Đông Quan, Thăng Long. Hà Nội, Phạm Văn Xảo phá tan viện binh Vân Nam, quân Vân Nam chạy về cố thủ ở thành Xương Giang, vua Minh lại sai Vương Thông, Mã Anh mang quân sang tiếp viện. Thông hợp với quân ở Đông Quan được 10 vạn, chia cho Phương Chính, Mã Kỳ, Lê Triện, Đỗ Bí đánh bại Mã Kỳ ở Từ Liêm, lại đánh luôn cánh quân của Chính, cả hai tướng thua chạy. Về nhập với quân Vương Thông ở Cổ Sở, Lê Triện lại tiến đánh Vương Thông, nhưng Thông đã phòng bị, Triện bị thua phải rút về Cao Bộ, sai người cầu cứu Nguyễn Xí. Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ đem quân đến đặt phục binh ở Tốt Động, Trúc Động. Nguyễn Xí bắt được thám tử của Vương Thông, ông biết Thông định chia giường. Hẹn nhau khi pháo nổ thì quân mặt trước mặt sau cùng đánh úp Lê Triện, ông và Đinh Lễ bèn tương kế tựu kế dụ Thông vào ổ mai phục Tốt Động, rồi đốt pháo giả làm hiệu cho quân Minh tiến vào. Quân Vương Thông thua to, Trần Hiệp, Lý Lượng và 5 vạn quân bị giết, 1 vạn quân bị bắt sống, Thông cùng các tướng chạy về cố thủ ở Đông Quan. Vượt ngục Đông Quan, Lê Lợi được tin thắng trận liền tiến đại quân ra Bắc vây thành Đông Quan. Nguyễn Xí được lệnh cùng Đinh Lễ mang quân vây phía Nam thành, tháng 2 năm 1427. Tướng Minh là Phương Chính đánh úp Lê Triện ở Từ Liêm, Triện bị tử trận. Tháng 3 Vương Thông đánh chạy quân Lam Sơn ở Tây Phù Liệt, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ mang 500 quân tiết đột tiếp viện. Đánh đuổi quân Minh đến Mi Động, hậu quân Lam Sơn không theo kịp, Vương Thông bèn quay lại đánh, hai tướng cưỡi voi bị sa xuống đầm lầy, bị quân Minh bắt mang về thành. Đình Lễ không chịu hàng bị giết, còn Nguyễn Xí nhân một đêm mưa gió dùng mưu lừa quân gác mục trốn thoát trở về, Lê Lợi thấy ông về mừng rỡ ba.
Sau đó ông lại cầm quân tham gia trận chiến Xương Giang tiếp ứng cho Lê Sắt bắt được Hoàng Phúc, Thôi Tụ là đạo viện binh sót lại sau khi Liễu Thăng bị chém. Đó là trận thắng lợi kết thúc khởi nghĩa Lam Sơn, Công Thần bốn đời vua năm 1428, Nguyễn Xí được phong chức Long Hổ tướng quân Suy Trung Bảo Chính Công Thần, năm 1429, khi khắc biển Công Thần. Nguyễn Xí được xếp hàng thứ 5, được phong làm huyện hầu, năm 1437 đời Lê Thái Tông, ông làm chức quan chính sự kiêm tri từ tụ, năm 1442, vua Lê Thái Tông mất ông cùng Trịnh Khả. Lê Thụ nhận di chiếu phò vua Lê Nhân Tông, năm 1445, vua Nhân Tông còn nhỏ, Nguyễn Thái Hậu nhiếp chính, ông làm nhập nội đô đốc, nhận lệnh cùng Lê Thận mang quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng chưa đi thì bị quyền thần tố cáo tội lỗi nên bị bãi chức, năm 1448 Nguyễn Xí được phục hồi chức thiếu bảo tri quân dân sự, 2 tháng 10 năm 1459. Anh Nhân Tông là Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết vua lên ngôi, đặt niên hiệu Thiên Hưng, các đại thần Đỗ Bí, Lê Thụ, Lê Ngang mưu lật đổ vua Thiên Hưng bị bại lộ đều bị giết. Nguyễn Xí bàn mưu với Lê Lăng, con Lê Triện, Lê Niệm, cháu nội Lê Lai, lật đổ Nghi Dân lần nữa. Ngày 6 tháng 6 âm lịch năm 1460, Nguyễn Xí phát động binh biến, chém bầy tôi thân cận của Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở nghị sự đường, nắm lấy cấm binh, đóng chặt cửa thành. Sai Lê Ninh Thuận bắt vây cánh và phế vua Thiên Hưng làm Lệ Đức Hầu, giữ con út của Thái Tông là Tư Thành lên ngôi, tức là vua Lê Thánh Tông nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. 4 tháng 6 năm 1460. Nguyễn Xí được phong làm khai phủ nghi đồng tam ti, nhập nội kiểm hiệu Thái Phó Bình Chương quân quốc trọng sự Á quận hầu, giúp việc chính sự. Tháng 10 năm đó ông được phong làm sái quận công. Năm 1462, con Nguyễn Xí là Nguyễn Sư Hồi không hợp cánh với một số đại thần nên làm thơ vứt ra đường để vu cho họ làm loạn, nhưng việc bị phát giác. Vua Thánh Tông nể công lao của ông nên không trị tội sư, năm đó ông được phong chức nhập nội hữu tướng quốc, năm 1463 lại được phong chức thái úy, năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, thọ 69 tuổi. Được truy tặng làm Thái Sư Thụy là Nghĩa Vũ, năm Hồng Đức thứ 15, 1484 tặng làm Cương Quốc Công, sau phong Phúc Thần, dựng đền ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, 6 theo Đại Việt Thông Sử. Ông có 16 người con trai và 8 người con gái, con cháu Nguyễn Xí về sau theo giúp nhà Lê Trung Hưng 7. Ok, video hôm nay tới đây thôi, chúc các bạn một ngày làm việc lý tưởng hiệu quả. Mình chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra xem video của mình. Nếu các bạn thấy nó hay, nó ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một lượt like cũng như một sub nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.